thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 2 và ngày 3 tháng 6. Tham dự kỳ thi, thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ. Đối với các trường hợp thí sinh đi thi muộn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quy định tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trường điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu đủ điều kiện, trường điểm thi phân công thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường, gửi kèm hồ sơ coi thi và phân công cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi. Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian quy định, không được cộng thêm thời gian. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.